đường bê tha nghe xui lại dài. Đã thôi rồi là phải quyết tâm cai, lĩnh lương về là mang tiền cho vợ. Cái loại đàn ông gì mà chưa đặt mông mày đã đặt mồm rồi. Như thế không chân như quần, không rút như bút, không mực như nóng nực, không mưa như nắng trưa, không gió thì hay anh ơi. Chỉ có rượu suông cứ ngồi đêm mà húp thì có khác gì điện cúp mà phải ngồi trong bóng tối không đèn. Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần. Chú! Chú đồ! Sao mày đang mặc thế? Hả? Mặc thế này cho nó dễ hoạt động. Hoạt động gì? Úi dồi! Khi nhìn thấy em thơ ngây trong ngày ấy, bao đam mê như bất chợt. Úi dồi à! Tương đồng đâu quãng đường xa, dù cho mưa rừng sông chớp cô cũng cưới mây cô đi về. Người ơi, trăng rằm hội quê tôi, trăng về nơi đầu thuyền lung linh mặt nước. Trời ơi, lòng non ngon hơn mèo đây, lòng non ngon hơn mèo đây. Quái lạ nhỉ, sao giờ này ông tiểu vẫn chưa thấy đâu. Các bác ạ, một năm có 365 ngày thì 364 ngày em say xỉn. Chính vì thế người nó mới phù thủng như thế này đây. Hôm nay em quyết định nhân ngày cuối năm, mời anh tiểu sang đây làm một bữa cuối cùng để từ giã rượu bia. Mà giờ này vẫn chưa thấy đâu. Hay lại tạt té ở đâu làm mấy chén rồi mới sang đây. Đây rồi, đây rồi. Rượu là rượu nhiều khi không thèm uống. Rượu là rượu nhiều lúc uống như không. Anh chú. Anh thiêng quá đấy. Kiểu này mà anh chết đi, có ngày nó thắp hương muối anh cũng lên. Chú này, chú sốt ruột lắm hả? Dạ, sốt ruột chứ ạ. À. Thế anh có đào được cái chai rượu hay không? Ồ, có chứ, sao lại không? Mời ngồi, mời ngồi. Thế rượu của anh đâu? Rượu hả? Đây. Ôi trời ơi. Sao trái này bé tí này? Này, nhỏ mới quý, to chưa chắc quý. Thế hả? À? Ôi giời ơi. Mà chú biết vì sao hôm nay tôi qua chậm không? Vì sao ạ? Vợ không cho đi chứ gì? Chú nhầm. Bà ấy biết tôi hôm nay qua chú làm cái lễ ăn thề từ vỏ rượu bia, nên bà ấy mừng lắm. Thế à? Thành thử tôi qua chậm là phải thắp nhang khấn ông già trước khi đi. Ôi giời ơi. Đi nhậu mà cũng phải thắp nhang khấn ông già. Anh có hiếu quá. Anh khấn nào? À, tôi khấn à? Thưa bố, trước khi nhắm mắt xuôi tay, bố có gọi con lại đầu giường và chăn chối rằng: bố có chai rượu quý ông nội để lại, bố không dám uống chỉ để thờ. Nay bố chết đi, dặn con đem chôn cạnh mà, để khi xuống âm lạ nước lạ cái không tìm thấy quán nhậu thì sẵn có rượu để nhâm nhi. Thưa bố rồi. Ôi, khấn gì mà giật bắn cả mình thế nhỉ? Con là người có chức, có quyền, có tài, nhưng chỉ vì cái tật rượu bia mà mãi không được thăng cấp. Cho nên hôm nay con cùng với chú chén cấp dưới của con quyết định làm cái lễ ăn thề từ bỏ rượu bia. Con xin đào chai rượu của bố lên, uống bữa rượu cuối cùng thay cho việc uống máu ăn thề. Ôi giời, hay quá hay. Dạ, thế chai rượu này là được đào ở dưới mả lên đấy hả? Phải. Ôi, quý quá. Các cụ ngày xưa tinh thật, rượu hạ thổ mới uống. Không như đám thanh niên bây giờ, rượu vừa cất xong một cái là cầm tu luôn. Có ngày chết. Có ngày chết. Dạ, chính vì anh có chai rượu ngon, hôm nay em cũng có đĩa mồi. Dạ, lòng tươi đây ạ. À. Lòng lợn chấm mắm tôm. Mắm tôm chấm lòng lợn. Ôi quốc hồn quốc túy.
gọi em đấy, có em đây. Chết chết, này này này, chú em... chú cho mời con Mộng Thị say sưa sang đấy ạ. À? Đâu, em nào chơi với hạng người nó. Này này, con này thuộc cái giống phàm phu tục tử nhé, chuyên ăn chạc buông hôi, không mau giấu đồ nhậu đi thì chẳng còn gì mà thề mới thốt được. Chết chết, giấu luôn, giấu luôn. Em là Nguyễn Mộng Thị say sưa, xin có lời kính chào hai em. Hai anh có khỏe không nghe? Mày có khỏe không? Em là vẫn bình thường như cân đường hộp sữa. Hò là hò. Chính là hò. Chiều hôm nay đông thật là đông, mà chào anh tiểu thì mất lòng anh chén. Mà chào quân tử thì trôi già thuyền quyên. Mà để cho được cả đôi bên cho em chào chung một tiếng. Để cho em nó đỡ tồn nghề. Mặc đồ nó không có được đẹp. Ui, lại còn tóc dài nữa. Dài. Dạ, tóc dài là để là tóc đợi chờ đó. Đợi chờ ai? Đợi chờ một người. Người nào? Tất nhiên là không phải hai anh rồi. Thằng Sướng ở bên cạnh hàng xóm nhà em nó bảo là anh chén cho mời em qua gấp. Tôi mời cô? Mời cô khi nào? Hay là anh Tiểu gọi em, kêu em? Không bao giờ. Chính xác hay không mời? Không. Chính xác? Không. Ô cái thằng mất dạy nhỉ, cái thằng Sướng sao lại mất dạy? Cái thằng mù là cơm điếc mà sáu chuyến ăn điêu lấy hết mất dạy thế đấy chứ. Hai anh tao đây có mời đâu mà mày bảo là mời tao sang thế này thì em dơ quá, em bậy bạ quá hai anh ạ. Cái thằng khốn nạn thật. Mày sao mày đều thế, cái loại đàn ông thằng chồng phải biết bảo con vợ, mà con vợ phải biết bảo thằng chồng, thằng bố phải biết bảo thằng con phải biết bảo thằng bố chứ. Cái loại đàn ông gì mà chưa đặt mông mày đã đặt mồm rồi. Cái loại đúng là loại hà hơi chín chuối mà ngáp một cái là ố đình màn nhá. Cái loại xúc miệng nước lọc mày nhổ ra nước chè nhá. Cái loại uống bia xong rồi nó tè ra nước mát. Này thì dơ quá, hai anh không mời mà em mày tự dưng đến thế này thì em dơ ruốc nhỉ. Đúng là dơ không hai anh? Hai anh thấy em dơ không? Quá dơ. Thôi thế thì em xin đầu tiên là uống một ly tạ lỗi với anh chén nhỉ. Đi vừa rồi là vừa uống với anh chén. Bây giờ em xin uống với anh Tiểu một ly cho nó cân nhỉ. Này 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 này, có mỗi một ly để cúng thổ địa, mày uống hết rồi còn đâu mà uống nữa. Còn đâu nữa mà uống. Để em đi kiếm. Mày có giỏi mày đi kiếm rượu mày kiếm đi. Mày kiếm đi. Em biết rồi, em biết kiếm rồi, em biết từ lấy cơ. Liếc một cái thấy cái túi xanh dưới nó xẹt cái bóng tuya nó hở cái lòi cái đầu ra là em biết ngay nó là cái gì quá. Dậm chân vào. Ui rượu thơm thế này mà cái thằng khốn nạn nó đem giấu trong thế này. Ôi trời ơi, tí nó đổ hết rồi. Khổ thế đấy chứ này, giấu xuống đây làm gì. Khổ. Vừa rồi uống mi anh chén một ly nhỉ, bây giờ em uống mi anh Tiểu một ly cho nó cân nhỉ. Ôi giời, ôi giời ơi, em uống ly thứ nhất, thấy người nó mềm mại trở lại. Uống ly thứ hai thì thấy bao nhiêu quá khứ hiện về hết. Em thử uống ly thứ ba xem. Ôi giời ơi, uống ly thứ ba thì mình có thể thông cảm được với các vị tiền bối. Đang thông cảm đây, đang thông cảm đây. Chết cha, rượu. Rượu sao? Rượu sao? Rượu giỏm. Giỏm láo nè. Hay anh ơi, rượu của anh nhiễm âm khí. Làm gì có chuyện đó. Chú ngửi thử xem, thơm phức. Đấy. Thiệt rồi, chú không uống thì để tôi uống. Anh chén này, từ từ, anh chén ơi. Cái giống rượu giỏm uống ai biết ngay đấy. Ở cạnh hàng xóm em nó có một thằng uống phải rượu giỏm chết lòi mắt luôn. Thế nó uống chết lòi mắt rồi nhá, mắt mở trừng trừng. Mà em vuốt thế này mà nó vẫn trợn ngược lên. Thế không, giống rượu giỏm hay lắm, uống nó không biết ngay. Sợ không? Sợ lắm.
để xem nó rượu dở mới thật. Em thử xem mà. Ôi giời ơi. Em uống ly thứ nhất không thấy gì, uống ly hai không thấy gì, uống ly thứ ba thích tay đây đầu lưỡi. Rượu. Rượu sao? Rượu sao? Rượu. Rượu sao? Quá ngon. Đấy, tôi đã bảo mà, rượu của ông già tôi chôn 30 năm không ngon, còn rượu nào ngon hơn. Rượu này của ông già anh chôn à? Phải. Thì chết. Rượu của bố anh chôn à? Rượu của bố tôi đấy. Thế cái mồm em bậy bạ quá nhỉ? Em dám nói là rượu rơm. Quá cái mồm bậy bạ quá thì để tà lỗi với người đã khuất. Em nói như thế là không được. Em xin uống nốt đi rượu này. Ôi! Làm thật đi. Cái này không ai khởi tố mà nó tự nhận tội. Chú đuổi nó về đi. Đuổi? Anh ơi, kiềm chế, kiềm chế. Hai anh ơi, này, uống rượu mà không có mồi ấy, như là hôn vào môi mà không thấy lưỡi. Mày làm thế nào mày kiếm mồi đấy? Mày giỏi mày tìm mồi đi. Để em đi kiếm nhá. Ừ, kiếm. Em biết kiếm mồi rồi. Em đi kiếm đây này. Kiếm đi. Kiếm đâu cho được miếng mồi mà ăn cho sướng mồi, ăn cho vui đời, ăn xong em cười cho bài ca thêm những nốt vui tươi, chứ hát xong em lại kiếm mồi mà ăn cho nó vui. Khi đời càng vui say thêm mồi là tình lên nương như lửa đôi, như bát mâm son nổi như là tình anh nghĩ với tôi, như lá chanh thịt gà muôn đời cùng chung với đĩa sồi. Miếng trời không mồi ung quê, như ghế không chân, như quần không rút, như bút không mực, như nóng nực không mưa, như nắng trưa không gió, thì hai anh ơi chỉ có rượu suông cứ ngồi đêm mà hút, thì có khác gì điện cúp mà phải ngồi trong bóng tối không đẹp. Nhớ tôi trước tôi sau mà mong mãi chẳng xa tiền, cổ riêng mà không tìm đâu ra thịt chó, cứ nâng chén hoài mà không gì gặp nó muộn đê, buồn sao buồn tái buồn tê, buồn như châu cắn buồn ghê cả người. Trời ơi, trời con điên kìa. Trong váy còn mỗi 2000. 2000 mua được gói Lạc Giang đấy. Mua được gói Lạc Giang đấy. Thì mua Lạc Giang xong lấy tiền đâu mà đi xe buýt, đi taxi. Cả hai đấy. Mày muốn mua thì mày mua. Mày làm thế nào cho ra mồi thì làm. Ừ, mày tìm đi, tìm. Để em đi kiếm. Kiếm đấy. Em biết rồi. Em biết mồi ở đâu em kiếm rồi. Em biết từ lấy rồi. Em lạ gì nữa. Anh ngồi dịch vào đây. Đẩy cái quạt vào đây làm gì. Mặt nó còn vinh hơn mắt chuột. Ngồi ngoan thế này mà cái thằng khốn nạn nào, cái thằng chết đâm chết chém vào em để xuống đây. Để cái làm bàn thế này, chó quan từ lấy đây nó ngồi nó ăn thì làm thế nào? Có chó lớn ăn ấy. Chết cha. Làm sao đấy? Sao? Mồi. Mồi sao? Mồi làm sao? Mồi thiêu. Con mồm mày thiêu ấy. Chú chén. Hả? Không khéo chú mua phải lòng lợn từ hôm qua. Đâu. Vợ em mới mua sáng nay ở quán Tiếng Lòng mà này. Thế à? Hay là em ăn phải miếng ruột non nó có mồi. Để em thử miếng dạ dày xem sao nhỉ? Này này này, đồ ăn mà mày cứ bới như bới cắm lợn thì có ai dám ăn? Mày giờ hơi nhỉ? Ra chợ anh mua mớ rau quả anh phải lọt lên đảo xuống anh mới mua chứ, bà đâu anh mua đấy à? Ôi giời, khổ lắm. Mày cho mày thử đi. Thử đi xem chứ khổ. Chết cha. Mồi. Mồi sao? Quá ngon. Đấy em bảo mà. Vợ em ngày nào cũng mua ở quán ruột Tiếng Lòng, ngày nào chả mua.
Thì chén mua à? Vợ anh mua à? Thế có chết không chứ nhỉ? Em bậy bạ quá, cái mồm em này dám bảo là chị chén mua mà mồi thiêu có chết không chứ nhỉ? Đấy, cái mồm mày quá bậy bạ. Thế tà lỗi mới chị chén một ly nhỉ? Tà lỗi mới quan tiếng lòng váy vòng ly lừa. Xin lỗi con. Con mộng thị say xưa kia, mày định mắc màn ở nhà tao à? Về ngay, cút về. Chú chén, chú chén. Tại sao mà lại về trong lúc còn mồi, còn rượu, còn thế này? Còn đây là của chúng tao. Của chúng tao? À, để xuống nào, lộn xộn đập chết bà hết giờ. Để xuống. Mày có dám đập không? Mày có dám đập không? Kể chú chén, thôi thôi thôi, nhường nhịn, nhường nhịn. Tết đến nơi rồi, mất vui. Nói nhanh tiểu, em phục là đàn anh. Anh ấy, mẹ là phải nhịn cho em ăn mới là anh. Đáng mặt lại. Tao nói nhịn ý là không thèm gây lộn với mày. Vâng. Chứ không phải nhịn để cho mày lùa hết thức ăn vào mồm như là chó chết. Nói ra anh chén ý, em công nhận là lịch sự. Đúng. Từ nãy giờ các anh nói nhiều quá, bây giờ mới đến lượt em nói đây này. Mày nói đi. Nghe cái thứ mày nói. Mày nói. Thôi, rót đi chú chén. Rót à? Thì rót. Bây giờ đến lượt đứa nào? Mày gọi ai là đứa đấy? Mày gọi ai là đứa đấy? Hả? Nhà nó phải có tôn ti trật tự, có trên có dưới. Ông thì ông vả cho mày cái bây giờ. Anh. Bình đẳng. Ngồi xuống. Nói như là anh chén phải công nhận là bình đẳng. Trong bản năng thế này là phải bình đẳng. Măng non nối tiếp măng già. Em còn trẻ xin xung phong uống ly đầu tiên. Ôi trời ơi, mày uống từ nãy giờ bao nhiêu ly rồi, bao bây giờ ly mày còn bảo là bây giờ còn bảo ly đầu tiên. Ly đầu tiên. Từ nãy đi giờ là uống rượu phạt. Uống rượu phạt thì hỏi được có ngon cái gì. Bây giờ mới là chính thức xoay vòng đó nhờ. Phải công nhận tiệc rượu hôm nay tuy nó đơn sơ nhưng mà đầy ý nghĩa. Ý nghĩa gì thì mày cũng phải để cho người khác uống mới chứ. Của mày đâu mà mày cứ uống một mình thế à? Chứ khư khư đấy à? Của tôi ngay chiều nay tôi cho mỗi anh 10 chai. Mày toàn ăn uống người khác, mày cho ai bao giờ? Cho ai bao giờ? Ngay chiều nay em cho mỗi anh 10 chai. Có chắc không? Chắc. Chắc không? Không. Nếu trúng chứng khoán. Thôi. Rót đi chú chén. Nói làm gì mấy cái hạ người hạ đẳng thiếu tự trọng này. Này anh nói cái câu tự trọng, anh có hiểu nghĩa của cái câu tự trọng là gì không? Mày có hiểu không? Mày giải nghĩa xem nào. Trước khi giải nghĩa, uống một ly buổi trước. Ôi ơi, chú cứ hỏi nó làm gì để nó vin cớ uống hết cha nó rượu đi. Tự trọng là gì? Là gì? Là gì? Tự trọng, tức là tự lo. Tự lo tức là tự động. Tự động, tiếng Tây là automatic. Automatic dịch ra tiếng Việt Nam là tự động như ruồi. Thế tôi hỏi hai anh, ruồi là ăn uống nó có hỏi các anh đâu hả? Thế cho nên con này là phải tự động đến, không mời cũng đến. Thì tự động đến thì tự động rót rượu uống. Uống xong rồi tự động ăn. Ăn không hết chút nhẹ lắm anh về. Về cho chó nó ăn. Đến tập quản cho về cho ăn. Này. Hết rồi về rồi. Đấy. Còn sạch, mỗi đi ớt này ông hốc làm sao được. Thế sao chú không ăn đi, chú bảo tôi tất cả là tại chú hết. Tại em. Đang đâu để nó vào nhà. Sao lại tại tôi? Chứ còn gì nữa, đi đến nhà em thì bao nhiêu cửa không đi. Cứ khơi khơi đi ra cái cửa đằng trước. Đã thế là còn hắng giọng, còn hát ông ngỏng lên. Thôi, quên nó đi. Bây giờ đến lượt bọn mình. Còn cái gì? Còn đúng một ly. Thôi. Đường chú. Cảm ơn anh. Thôi kính lão đắc thọ. Xem chừng chú nói phải, tôi vô phép. Em có ý kiến này nhá. Thôi. Còn một chén rượu cuối cùng này, anh em mình cưa đôi. Cưa đôi. Chân bé khi trời nắng là không có pha. Ôi trời ơi. Người xe tất khoáng, một tà áo là không có bay.
phố xa yên vui đón chân tôi tới nơi đây. Đà răng tang 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 có thật thế hay bị quay lại mày hốc nốt đi ly rượu này. Mày mà uống nốt ly rượu này tao gọi mày bằng mẹ. Tao gọi mày bằng bà nội nhá. Hai anh cứ bình tĩnh. Mày uống đi. Mày uống. Mày uống. Mày có tỏ uống đi. Mày uống đi. Đừng có nóng máy rồi cháy bu gì. Anh ngồi xuống nói chuyện thôi. Em không đời nào mà uống nốt cái ly rượu cuối cùng này. Uống nốt cái ly rượu này thì người ta bảo là uống nước thế để uống cả cắn à. Đúng không hay anh? Thế đi giờ này nhá. Có đúng không anh? Đúng. Anh em mới bê cái ly rượu cuối cùng này, quý hóa này đúng còn đúng một chén đúng không? Em đặt cạnh bác tiểu đây, đúng không? Cạnh giềng ngay cạnh bác nhá. Bác có biết vì sao mà em bê chén rượu này em đặt đây không? Vì sao? Vì anh là người lớn tuổi, đúng không? Anh là người lớn tuổi và lại là chủ của chén rượu. Nó là người nhiều tuổi rồi cần phải được hưởng thụ, đúng không? Anh rất xứng đáng được uống ly rượu cuối cùng này. Mày nói phải. Anh bình tĩnh làm gì mà hốc vội thế? Từ mồm anh đây em lại chuyển sang bên này. Đây, em lại đặt cạnh vào đây chỗ anh chén đây. Thế đặt cạnh chén làm gì? Anh chén biết vì sao đặt chén rượu đây không? Vì sao? Tiểu là phải có chén đúng không? Đúng rồi, phải có chén. Đúng không? Ừ. Anh ấy lại là chủ nhà. Chủ nhà. Đúng không? Đúng rồi. Anh rất xứng đáng để uống ly rượu này. Ừ, đúng không? Uống ly rượu này. Bình tĩnh, bình tĩnh. Không làm gì uống há to thế. Nói vậy, em đủ em. Em đổ cả vào đây cho uống. Mình em mới đưa từ miệng bác đôi em lượn ra đây. Lượn ra lượn vào em đặt vào đây giữa đây. Đúng không? Có biết là giữa là gì không? Giữa là gì? Giữa là gì? Giữa là trung gian. Đúng không? Thế trung là gì? Trung là gì? Em trung là em trung thành kính trọng hai anh. Thế còn gian là gì? Gian là gì? Gian là gì? Gian là em xin gánh chịu trách nhiệm nặng nề hốc lốt ly rượu cuối cùng. Ôi, em đi khắp bốn phương trời, không đâu lịch sự bằng hai anh ngồi. À trông ngứa mắt lắm rồi đấy. Em xin bắt tay hai anh, mỗi anh một cái nào. Thôi bắt tay nhanh rồi cho nó về. Nào bắt tay anh. Đây bắt tay. Nó say để bắt làm sao được mà bắt. Trông nó bắt chuẩn chuẩn. Con này không uống rượu không bao giờ say nhá. Khi cầm lấy chén là lời bay tuyệt vời. Úi giời, bố rồi, say rồi. Trông kìa. Chú thấy không? Cái hình ảnh của nó lúc này chắc chắn là hình ảnh của anh em mình lúc say xỉn đấy chú ạ. Đúng quá rồi. Anh em mình cũng ngu cơ. Cuộc đời này bây giờ phải cướp lên mà ăn, rằng lấy mà uống chứ. Không hy vọng gì có được cái lòng tự trọng của người nát rượu. Đúng rồi, anh em mình đúng là đồ nát rượu. Đúng rồi. Lấy thằng nát rượu là chết. Em là lấy phải thằng nát rượu đấy này. Nó bê em lên giường có đúng một đêm tân hôn thôi. Còn cả cuộc đời em ấy là suốt đời là phải bê nó lên giường. Im mồm! Im đi! Anh ạ, thôi, từ nay trở đi anh em mình sẽ từ bỏ rượu bia. Chú nói phải. Ở trong nhà em còn một két bia 24 chai. Em sẽ bán đi lấy tiền đóng tiền học cho con. Đúng. Còn két bia 24 chai mang ra đây mỗi thằng 8 chai. Mày muốn không? Tao sẽ tạm ứng cho mày một chai. Tạm ứng cho mày một chai đấy. Mày muốn không? Mày muốn không? Hả? Đừng đánh em mày, à? Mày đã sang bên đây mày uống không của tao. Mày ăn không nhà ăn tao không? Bây giờ mày còn dạy đời mày không? Dạy đời nhà tao. Mày muốn vào đây. Này, nghe tao bảo. Này, con này nói cho mà biết nhá. Đứng chẳng lên. Đứng chẳng lên. Làm gì người chúng mày rúng gió như quả dưa chuột héo đấy kìa. Làm dai là phải ra dai mà đừng có khom lưng uốn gối chỉ đeo có mỗi hai cái hạt vòng. Con này dao phay là dao phay mà dao bầu là bầu nhá. Vào đây con này cho một cái là phốt phót mà chúng mày phọt cho đầy mồm. Mày không biết răng môi lẫn lộn
thế nào không? Mày... Con này cho một cái là nát một đời hoa là tan ba đời chuối ngay nhá. À, rồi. Vào đây. Vào. Mà anh em mình phải quyết tâm bỏ hết rượu bia đấy nhá. Thôi từ nay xin hứa từ bỏ rượu bia. Chú nào, nói phải. Nào quyết tâm. Thôi giờ. Vứt cây chay đi ông vĩnh biệt mày. Sớm tôi bê tha mặt dạn mày dày. Mày phá đời tao mày là con ma. Chót vấp vào mày mày hại đời ta. May là đời ra mà phải nhớ từ nay phải nguyện rời xa hỏng hết con người hỏng luôn cả bao cuộc đời tình ngay kéo đời đi tông hỏng hết con người hỏng luôn cả bao cuộc đời tình ngay kéo đời đi tông không bê tha nghe xui lại dài đã thôi rồi là phải quyết tâm cài lĩnh lương về là mang tiền cho vợ chê mình sợ vợ thì đã sợ thì sao hơn khối anh không có vợ mà sao. Từ giá bao ma rượu hồng, đời ta chết xa rồi rượu, đắm chai và thề bay bay. Từ giá bao ma rượu hồng, đời ta chết xa rồi rượu, đắm chai và thề bay bay, đắm chai và thề bay bay, đắm chai và thề bay bay. Mà có ăn gì đâu, ngày có mấy miếng đậu thôi. Bếp canh là ngon, cái thò. Để có được cả đôi bên chém chào chúng một cái tiền. Này mình nói thật các bạn, đời mình mà 7 năm nay rồi, hôm nay mới được ngày sinh. Cái loại đặt mông gì mà chưa đặt mông nó đặt mồm. Nó lấy mồm lấy hót lấy tay lấy phá. Cái loại này là cái loại mà hà hơi chín chuối ngang bố đỉnh màn. Cái loại xúc miệng nước lọc nổ nước chè. Cái loại uống bia xong nó tè thì nó phán. Đúng không? Thank you.